Niềm tự hào của đội tuyển Việt Nam đang trở thành nỗi lo tại AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam được biết đến là đội bóng có cách đá phòng ngự chắc chắn, nhưng tại AFF Cup 2022 hàng thủ lại trở thành nỗi lo. Từ khi lên cầm quyền, huấn luyện viên Park Hang-seo đã biến tuyển Việt Nam thành đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Thậm chí, hàng thủ chứ danh của đoàn quân áo đỏ không ít lần khiến những ông lớn bóng đá châu Á lắc đầu ngao ngán mỗi khi có dịp đụng độ. Cũng nhờ vào hàng phòng ngự chơi chặt chẽ, có tính liên kết cao và thi đấu khoa học mà đội tuyển Việt Nam mới liên tiếp gặt hái được những thành công. Tiêu biểu có thể kể đến là vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết ASEAN Cup 2019 hay vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn xem hàng phòng ngự chính là điểm tựa để thêm một lần lên đỉnh Đông Nam Á. Quả thực về mặt lý thuyết đến lúc này điều đó đúng. Sau 5 trận đã đấu, những chiến binh sao vàng vẫn giữ sạch lưới và đây là thành tích mà không đội bóng nào tại giải có được. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lưỡng hơn một chút thì đây không hoàn toàn là sự thật. Về cơ bản, ở giai đoạn vòng bảng đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn rất nhiều như Lào, Singapore, Myanmar hay thậm chí là Malaysia. Trước những đối thủ như vậy, đoàn quân của ông Park gần như không phải lo cho việc phòng ngự mà thay vào đó là tấn công và tấn công. Đa phần những đội bóng mà Việt Nam gặp ở vòng bảng cũng không hề nghĩ tới việc phản kháng lại mà chỉ tập trung co cụm để tránh nhận bàn thua. Dẫu vậy, trong một vài thời điểm khi các đối thủ cũng vùng lên đáp trả, hàng phòng ngự của đoàn quân áo đỏ rơi vào thế bất ngờ, lúng túng và gần như là không kịp phản ứng lại. Tiêu biểu có thể kể đến là màn so tài với Myanmar. Trận này, có không dưới 3 tình huống hàng thủ của tuyển Việt Nam mắc lỗi và tạo điều kiện cho sư tử châu Á có cơ hội. Thậm chí, ngay sau trận đấu đó, đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải gặp riêng thủ thành dầu kinh nghiệm Đặng Văn Lâm để đưa ra những nhắc nhở. Ở bán kết, một lần nữa sự lúng túng và thiếu chắc chắn nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam được phơi bày. Chỉ riêng trong hiệp 1, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã có ít nhất 3 lần chơi mất tập trung và để đối thủ tiếp cận khung thành trong tư thế khá thoải mái. Đặc biệt cánh phải nơi được chấn giữ bởi Văn Thanh và Duy Mạnh bị khai thác rất nhiều. Trận hòa mà những chiến binh sao vàng vừa có được đến một phần từ sự may mắn và đặc biệt là do khả năng dứt điểm không tốt của đội bóng xứ vạn đảo. Nếu như các cầu thủ Indonesia chuẩn xác hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ những phân tích đó có thể thấy rằng hàng phòng ngự chính là niềm tự hào nhưng giờ đây nó chính là nỗi lo của tuyển Việt Nam. Và nếu không có những thay đổi kịp thời, nỗi lo đó có thể biến thành cơn ác mộng nhấn chìm mọi nỗ lực của tuyển Việt Nam.